Làm gì có căn nào rẻ bằng, bán cả 3 tầng Nhưng chỉ tính giá đất, hướng chính đông View nhìn biển Nha Trang 66m2 ngang 4, 4m, mê đúc chắn chắn Mọi người sẽ không thể tìm được một căn nhà nào rẻ hơn thuộc phường Vĩnh Hải của thành phố Nha Trang Thì hôm nay Chương sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà ba tầng một tâm mê đúc toàn bộ và đường trước nhà là đường ô tô nha quý anh chị đó và đường là đường thông hai đầu đó mọi người có thể thấy là đường rất là thông thoáng luôn và có chỗ để chúng ta có thể là quay đầu xe ô tô được nha đó, và căn nhà chúng muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay nó nằm tại phường Vĩnh Hải của thành phố Nha Trang. Đó, và được xây cách đây cũng được 10 năm rồi nhưng mà chủ người ta xây cực kỳ là chắc chắn luôn. Và này về nhà này á là chưa sơn bất kỳ một lần nào hết mọi người. Đây, giờ chúng sẽ đi vào trong nha đó ở trước nhà của chúng ta thì chúng ta sẽ có một sân để xe và vào bên trong thì chúng ta sẽ có một khu vực phòng khách cực kỳ là rộng rãi luôn và căn nhà này á có tổng diện tích là 66 mét vuông nha mọi người kết cấu là một trệt 2 lầu và một tâm toàn bộ là mê đúc mọi người có thể thấy là bên trong căn nhà của chúng ta chưa bị dột hay bị thấm tường nha mọi người đó chủ người ta xây căn này cực kỳ là chắc chắn và căn này thì chủ người ta cũng xây với mục đích là để ở nha đó, và mọi người có thể thấy là bên trong nội thất bên trong căn nhà á, chủ yếu là sẽ là đồ gỗ Tuy nhiên những cái đồ gỗ những cái đồ nội thất mà nó nó không liền tường á, là chủ người ta sẽ đem đi nha mọi người đó phía sau đây thì chúng ta sẽ có khu vực bếp nè mọi người đó, khá là thông thoáng nha Đây mọi người có thể thấy đó tường đồ là vẫn còn rất là ok luôn không có bị thấm gì hết nha mọi người và đây ở phía sau thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh nằm ở phía sau nha Đây mọi người có thể thấy gian nó khá là rộng rãi nha mọi người để chúng ta có thể là phơi đồ hoặc là chúng ta để đồ như thế này đây. Đó. Thì cái cái vị trí căn nhà này á nó cách chợ Vĩnh Hải đâu đó là chỉ tầm 100m thôi mọi người. Đó, và cách đường 2 tháng Tư là tầm 200m là mọi người sẽ ra được đường 2 tháng 4. Đó, vị trí rất cực kỳ ok luôn và lên tầng 3 là mọi người tầng 2 tầng 3 là mọi người đã thấy view biển được rồi nha và căn nhà của chúng ta là một căn nhà hướng đông và căn nhà này nó có hai cái yếu điểm thứ nhất là căn nhà này nó bị tóp hậu phía sau mọi người ở trước là 4m4 ở sau thì nó chỉ còn tầm uh, 3m7 thôi đó và và cái nhà thì được xây vuông vắn nha Đây mọi người có thể thấy căn nhà của chúng ta xây thì vuông vắn Nhưng mà cái phần tấp hậu là nó nằm ngay cái khu vực sân sau á chỗ nhà vệ sinh đó mọi người thì chủ người ta cũng để rất tinh ý người ta đã chừa cái khu vực sân sau ra để mọi người thì cái căn nhà của chúng ta sẽ xây nó rất là vuông vắn nha đây vừa rồi thì chúng ta ở trên tầng 2 Dương vừa cho mọi người xem đó là trên tầng 2 chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ nha mọi người 3 phòng ngủ đó tuy nhiên cái phòng ngủ phía sau á, là cái phòng ngủ mà gần nhà vệ sinh á, thì chưa nghĩ thì mọi người có thể là sử dụng là một cái khu vực đọc sách đó đây là view tầng 2 của chúng ta nè đó, phòng ngủ lớn của chúng ta sẽ có một cái ban công nhìn ra phía trước như thế này nha đó, và cái khu vực trước mặt nhà của chúng ta sẽ quy hoạch một con đường rộng 16m và mọi người có thể thấy là các cái chủ điện người ta cũng đã chừa ra cho mình rồi nha về quy hoạch là mọi người yên tâm nha mọi người đó thì giờ chuyên sẽ đi lên tầng 3 Ở trên tầng 3 chúng ta sẽ có khu vực phòng thờ và một phòng ngủ Và đặc biệt thì căn nhà của chúng ta có đến tận hai cái sân thượng nha mọi người Đó là đây là cái khu vực sân thượng phía sau nằm ở khu vực tầng 3 Thì chủ người ta sử dụng làm khu vực phơi đồ, giặt đồ cũng như là trồng cây, trồng cối, rau sạch để gia đình chúng ta có thể ăn đây hướng này của chúng ta là hướng tây đây mọi người đó view ở sau rất là đẹp nha đó về ở phía trước đây thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nữa đây mọi người đó hiện tại là phòng ngủ này đang để không không có người ở hiện tại chủ nhà ta ở cũng chỉ có hai phòng ngủ thôi mọi người đó rồi ở phía trước đây là khu vực phòng thờ nè rất là rộng rãi luôn nha mọi người yên tâm về vấn đề ví dụ như gia đình mình có cúng kính á, thì cũng rất là ok và ở trước cũng sẽ có một cái khu vực ban công luôn đó nên mọi người yên tâm ha ở phía sau này nhìn cực kỳ là đẹp luôn nha mọi người rồi giờ chương sẽ đi lên sân thượng Và chương sẽ cho mọi người xem cái view Ở đây thì tường ở lâu quá nó sẽ bong ra nè Nó thấm nhẹ ở đây thôi nha Đó còn lại là rất là ok luôn Rồi ở trên đây thì chúng ta sẽ có một sân thượng nữa đây mọi người Đó view cực kỳ là đẹp luôn đây Đó nhìn ra nhìn trực diện ra biển Nha Trang luôn nha Các tòa nhà trước mặt keo keo ở trước là mặt biển Nha Trang luôn Và giá căn này chủ đang mong muốn bán Với mức giá là... 2 tỷ 7 nha mọi người chỉ để lại những nội thất liền tường thôi và giá này chỉ thương lượng chút đỉnh thôi mọi người Chương đảm bảo với mọi người là ở cái mức giá này mọi người tìm một ngôi nhà mà đường ô tô như thế này á và nằm mà gần chợ Vĩnh Hải thì không không dưới 3 tỷ nha mọi người nếu là đường ô tô như thế này nha đó và cái điểm yếu của căn nhà này đó là cái căn nhà này nó bị tấp hậu mọi người và một điểm yếu nữa đó là cái căn nhà này á, chưa có giấy phép xây dựng đó là cái điểm yếu thứ hai do đó là căn nhà này mới có mức giá như thế này mọi người có thể là mua về mọi người để dành đó một vài năm nữa mọi người chạy giấy phép xây dựng thì cũng được nha hiện tại thì việc làm giấy phép xây dựng hơi khó ngày trước thì làm rất là dễ hiện tại thì nó hơi khó mọi người nên sau này thì mọi người nếu mà nó đỡ thanh tra đồ này kia mọi người thì mọi người có thể là xin thêm cái giấy phép xây dựng cho cái căn nhà này ha về chương xin kết thúc video tại đây ạ à.